Anh á, em nè, đang làm cái gì á? Đang thay táo cho con á. Bộ con ý à? Hết to rồi à. Nhớ nha, bó phấn được vô cho nó hầm cái đít con nhỏ là tẩu chết luôn á. À, dạ có chứ, em có đi làm. Nhưng mà trời ơi, cái văn phòng này nó dán quá đi. Anh nói tới tối tới mai cũng được nữa, không có sao hết trơn á. Mà khổ nổi cái ông chủ này nè, không có chịu làm gì hết trơn á. Ông có đi hoài ê, tối ngày đi tán gái hoài thôi. Ông biết em là vợ của anh, mà ông có rủ em đi casino hoài ê. Không biết làm sao nữa. Trời ơi, em khổ ghê á. Cái điều này chắc là ông một tuần nữa thôi là em nói thiệt với anh nha, là ông sẽ đóng tiệm, ông đi ăn xin qua phê phút tem thôi chứ không nói gì hết trơn. Khổ quá anh ơi. Thôi, ông vô rồi nha, em cúp nha. Nhớ mua tá cho em, ông quên, mua tá cho con nha. Rồi rồi, ông gì à, hả? Dạ nha, bye nha. Tàu có hung cái gì, tàu có khổ quá. Đúng rồi, kỳ quá, có cớ quá. Thôi cô, hôm nay mình có cái hẹn nào không cô? À, dạ thưa luật sư có à. Thế cô đã làm hồ sơ sẵn chưa? Sang tên nhà hay là ly dị? Đâu có sang tên nhà ly dị gì đâu. Không có gì hết trơn á. Chứ cái gì? Chỉ hẹn có luật sư làm 11 giờ, luật sư đi nhổ răng thôi. Tôi không hiểu làm sao bây giờ cái dạo này không ai thưa kiện gì là sao nữa. Có chứ luật sư, nhưng mà nó không có vô chỗ của mình. Cái đó là lỗi tại cô đó. Tôi mướn cô về đây không phải là để cho cô làm thư ký không? Đấy. Cô đi ra đường hay cô đi tiệc tùng ma chay cưới hỏi đó, cô gặp ai cô phải xúi người ta thứ đó. Chứ còn cứ tình trạng này vài tháng là tôi đóng cửa đó, tôi trở về nghề cũ. Trời ơi, nãy luật sư biểu con kêu người ta là chia rẽ hạnh phúc của người ta làm sao luật sư? Luật sư nói nè, đây nè, con có ghi nè, con ghi rõ ràng trong nè. Đó, 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 luật sư coi nè, đó, nè ngang, đọc ngang. Luật sư nè, văn phòng luật sư Trần Trừng Trị nè, đó, kinh nghiệm lâu năm về tội phạm hình sự cũng như đòi bồi thường dân sự khác, đó. Con ghi mẫu ngày luôn, con nói thiệt. Cô thấy cái thành phố ở đây là bây giờ bao nhiêu luật sư rồi? Luật sư đông như kiến. Mà cô quảng cáo cái kiểu đó thì nó bình thường có ma nào nó để ý đâu. Cô lấy giấy viết ra ghi đi, tôi đọc lại. Lấy giấy viết ra. Thấy chưa? Dạ chưa. Cho con mượn cái bàn nha. Rồi cứ ghi rồi, nha. Nói đi. Luật sư Trần Trường Trị. Ghi số 1 vào. Điều thứ nhất, luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Hết tiền rồi. Luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Trầu vơ hết tiền rồi làm mẫu. Rồi chưa? Rồi. Xuống hàng. Xuống dòng. Xuống hàng. Xuống dòng. Thì cô xuống đâu đó, cô xuống đi. Dòng ở hàng gì cũng được thôi. Đọc tiếp đi. Thứ hai, cam đoan sẽ đi dự đám tang nếu thân chủ của mình bị tử hình. Thôi nữa rồi. Cam đoan dự đám tang nếu thân chủ của mình tử hình. Xuống hàng. Thì xuống nè. Cái câu này cô viết hoa cho tôi. Bớt 50% cho thân chủ nếu là quả phụ dưới 29 tuổi. Bớt 50% dưới quả phụ 29 tuổi. À đó. Trời ơi, nó thấy cái mặt luật sư nó chạy 80 độ rồi chứ đâu có làm chi đâu mà nó đó, xong rồi đó. Cô cứ ghi như vậy đi ha. Cô cứ quảng cáo như vậy đi thử vài tuần. Nếu không được thì tôi đổi quảng cáo khác nha. Alo. Dạ. Dạ văn phòng luật sư Trần Trường Trị ạ. À. Bác sĩ Quỳnh hả? À? Dạ có. Bác sĩ qua trao đi. Trao tới chiều cũng được nữa, nằm ngủ cũng được nữa. Trời văn phòng nó giống về à, không có hết trơn á. Em nói thiệt á. Qua trao đi. Thiệt á. Qua nghe. Rồi ha. Ai đó cô? Dạ bác sĩ Quỳnh làm thẩm mỹ Hồng Nhan đó, ở bên kia đường kìa. Tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi? Ai gọi đến đây á thì cô làm ơn cô nói cho tôi là tôi đang có thân chủ hoặc giả là tôi đang cãi ở ngoài tòa. Tại sao cô cứ vạch cáo cho thiên hạ xem lưng ngoài vậy? Ai gọi đến cô cũng bảo ông ấy chồng gọng thì... Cô phải nhớ rằng ông bà đã nói là nhà hàng vắng khách là nhà hàng nó nấu không ngon. Còn luật sư mà vắng thân chủ
tức là luật sư cãi dở. Cô hiểu chưa? Cô nhớ chưa? Thì đúng rồi, nói đúng rồi, cãi dở thì cãi dở chứ bắt con nói láo sao con nói được. Trong phòng luật sư mà nói láo thì ai vô? Thôi được rồi, con về làm việc. Mướn ngay con khùng. Đó, ông qua đó kìa. Hello. Hi doctor. Hi lawyer. Ba T. Hả? Gì ba T? Trần Trừng Tỷ là ba chữ T đó. Ủa? Bộ chưa tới giờ mở cửa hay sao mà văn phòng thì không có người khách nào hết trơn vậy cô? Dạ có chứ, luật sư mở từ sáng sớm tới giờ luôn á mà không có ai hết trơn á. Oh yeah. Dạ, không có người nào hết trơn á. Được rồi, bác sĩ cứ cho bình thường, cho thoải mái luôn. Đánh bạc thì cứ đánh đi. Là thua rồi quýnh làm gì làm. Không có sao hết trơn á. Lực sư con dễ chịu lắm. Sao nay rảnh như đây? Rảnh gì đâu rảnh. Ông biết mà, thời khóa biểu của tôi đó, từ sáng tới khuya đó, có lúc nào được nghỉ đâu. Ăn cũng không có thì giờ mà. Ông thấy không, đi ra đường phải bận đồ nè. Chuẩn bị kêu về mẫu liền à. Bị sáng này có cái bà tới hẹn hút mở bụng. Chuẩn bị xong xuôi rồi, lên bàn mổ rồi, chích thuốc tê rồi, tính lấy máy ra hút bụi. Hả? À không, tính máy ra hút mỡ. Trời ơi, tự nhiên ông chồng nó xuất hiện lôi cổ về không cho hút. Nhờ vậy mới rảnh 2 tiếng qua đây tính rủ đi, ông đi ăn phở đây chứ. Ờ được, không. Cảm ơn, sorry thôi. Ông thấy không, đây là hồ sơ là ngập mặt như thế này, thế này làm chưa xong rồi tôi phải ra tòa cãi bây giờ này. Yeah. Thôi để ông khác nha. Bận quá. Luật sư ra tòa cãi lộn nha, luật sư. Đâu có ai đâu mà cãi. Trời ơi, đi ăn phở đi. Tao này ăn bánh mì với xì dầu không. Trời ơi, nó ăn chết luôn. Cô à, cô nói tôi mới để ý nha. Cái văn phòng này tôi bước vô tôi thấy sao mà nó yên tĩnh quá. Tôi thèm được cái không khí vắng vẻ vậy mà không được á. Bên phòng mạch của tôi thì ui cha nó ồn ào, bệnh nhân đẩy ra không hết. Nói gì vừa tôi cha. Móc họng nữa đi. Không, tôi không móc họng, tôi nói thiệt. Nè, mở một cái văn phòng ra mà nó vắng như vậy là quý lắm. Thấy không? Muốn làm, muốn nghỉ nghỉ. Mà nghỉ nhiều hơn làm. Thấy không? Buồn, lâu lâu muốn ngồi thiền, cũng không ai quấy rầy mình. Thôi mà móc họng nhau hoài chứ cha ơi. Nghĩ. Nhưng mà tôi nói thật cho nghe. Nói gì? Cái nghề luật sư của tôi á. À. Bây giờ tôi mới thấy là tôi lầm. Chứ hồi trước á, mà tôi biết là cái ngành giải phẫu thẩm mỹ mà kiếm được tiền nhiều như ông, thì tôi cũng đi học bác sĩ y khoa rồi. Cô à, hồi nhỏ đó, học trung học, ông học giỏi hơn tôi đó chứ. Ha? Lên đại học tôi năn nỉ ông. Đi là học y khoa với tôi. Ông nói thôi, để tôi học luật để làm chính trị. Đó, làm chính trị mà giờ ăn bánh mì xì dầu không à. Không, bác sĩ nói vậy cũng không phải. Luật sư em á, ông cũng giỏi lắm á chứ. Sao? Coi như là, nè, em thấy để trong báo nè. Đây nè, luật sư nào có tài thật á, nhưng khổ nổi cái mặt của ông á, nó bằng đảng quá đi. Ừ. Đó, đó ứng cử dân biểu 2 lần, bị rớt. Vậy? Xong rồi ứng cử nghị viên 2 lần cũng rớt luôn. Sao kỳ vậy? Ai biết. Mà đồ. Có ai bầu cho ổng không? Có. À. Em coi hai cái giỏi nó có 2 cái vé cho ổng á. Phiếu chứ vé gì? Lộn cái CD hoài. Phiếu vé cũng vậy thâu trời. Ừ. Em ở nhà quê mà. À. Đó. Nhưng mà em dở ra em thấy á, một tên là vợ ổng với lại tên là con ổng. Ồ. Vậy thôi à. Anh Huỳnh ơi. Gì? Nhưng mà cái nghề luật sư của tôi mới là cái nghề cứu đời. Chứ còn cái nghề giải phẫu thẩm mỹ như anh thì chỉ có biết kiếm tiền chứ có giúp ích gì được cho đời đâu. Ông nói lộn rồi nha. Ông chỉ cứu được những kẻ phạm tội khỏi đi tù thôi chứ cứu ai. Còn tôi nè, một người đàn bà sắp bị chồng bỏ, tới gặp tôi tân trang lại, chồng yêu thương trở lại. Có nghĩa là tôi là cứu giúp cho người ta, thấy không? Bảo vệ hạnh phúc gia đình. Như vậy sửa sắc đẹp, có nghĩa là tạo cho người đàn bà tự tin hơn, thấy không? Dễ dàng trong cuộc sống. Sửa sắc đẹp là làm cho xã hội càng ngày càng nhiều người đẹp, ít người xấu, như ông vậy đó. Nói tóm lại, sửa sắc đẹp là làm đẹp cho cuộc đời. Beautiful life, baby. Nhưng mà ông giải phẫu thẩm mỹ cho người đàn bà, rồi ông nhìn vào đi, ông có biết chỗ nào thật, chỗ nào giả không? Nói chuyện trong mệt quá. Em, bác sĩ nói nghe nè. Trời ơi, nói chuyện mà quên cái business. Đây, business card của bác sĩ đó ha.
thẩm mỹ viện Hồng Nhan. Dạ. Sửa mũi 1.000, cắt mắt 2.000, bơm ngực 3.000, hút mỡ bụng 4.000, tân trang toàn diện từ trên xuống dưới giá sĩ 8.000. Khi nào em cần qua bác sĩ có giá đồng hương. Mắc quá không được. Thôi được rồi, trời xin sao đớ vậy. Trời ơi, thằng chồng đấy, nó biết em sướng nó về, nó quánh cái mặt em từ lưa là em, nó em má em nhặt em không ra luôn. Thôi trả lại cho bác sĩ. Không, em biết anh à, bác sĩ biết là em làm ở đây không có nhiêu tiền. Thôi giờ bác sĩ bớt em 4.000 cho em trả góp, không lấy tiền lời. Thằng cũng không được nữa. Sao vậy? Thôi chồng nó nói trời xin sao đỡ vậy thôi à, nó không có cho em sửa đâu. Thôi thôi bác sĩ đừng có dụ em nữa. Thôi được rồi, được rồi, không làm đâu. Quánh em. Trời đất ơi. Đây nè, bây giờ em quay một vòng bác sĩ coi coi. Quay hả? À, đẹp, đẹp lắm. Quay trước coi. Phía trước hơi bằng phẳng, cần phải sửa lại cho nó nhấp vô chút xíu nữa cho hấp dẫn. Bác sĩ nói cho em nghe, ngày xưa người ta nói là hồng nhan bạc phận, nhưng mà ngày nay á, tới thẩm mỹ viện của bác sĩ thì em sẽ trở thành hồng nhan bạc triệu. Anh ơi, anh đến đây mời tôi đi ăn phở hay là anh đến đây để anh dê cô thư ký của tôi? Tôi đang bận sổ sách, đang bận sổ sách bỏ mẹ nữa, nghe anh nói thế này nữa. Bây giờ ông có rảnh ăn phở với tôi không? Tôi nói rồi, anh thấy sổ sách không? Tôi đã ra tòa bây giờ mà. Thôi, sorry hôm khác đi nhé. Ok, vậy thôi tôi về. Ở bển còn cả chục ca mổ chờ chứ đâu phải tôi đâu có rảnh. Chừng nào tôi mổ xong rồi tôi qua đây cho ông, cho tôi nhằm nhờ chút xíu cho yên tĩnh nha ông. Thôi bye nha. Em giữ cái card bác sĩ đi. Bye bye nha. Luật sư Ba Tê. Dạ, bye bác sĩ. Luật sư sao không đi ăn phở đi? Tao tối nay gặp bánh mì hoài ơi. Thôi cái chuyện bánh mì của tôi cô về bàn đi nha. Khùng tập 2. Chào cô. Dạ chào bà. Luật sư có đây không cô? Dạ. Gấp quá không kịp gọi phone lấy hẹn trước. Cô thông cảm nhé. Cô làm ơn vào nói thư với luật sư giùm tôi. Cho tôi gặp luật sư một vài phút thôi. Cảm ơn cô nhiều. Nhá. Nói gì mà nói dữ vậy trời. Bà muốn gặp luật sư phải không? Đúng rồi. Đó. Bà qua em đó gặp đi. Dạ vâng. Luật sư ơi. Có khách. Có khách đó. Nói đi, nói cho tới chiều luôn đi. Nha, bây giờ em đi... đi làm rồi rồi cô đi đi nha. cô đi lo quảng cáo cho tôi đi. Chào bà, tôi luật sư Trần Trường Trị. Cho nó tới mai tới mốt. Chào luật sư. Em nhớ ra rồi, nãy bước vào nom thấy mặt luật sư em cứ tưởng là tội phạm. Dạ không, chuyện là như thế này. Tuần trước đó em có đi đánh ghen nên bị bắt. Lúc mà bị giam ở sở cảnh sát á, em nhìn thấy nhiều khuôn mặt nhìn hao hao giống luật sư nên em thử. Cho nên cô thấy tôi quen thế gì? Dạ vâng. Tôi một tò mò tôi hỏi cái này nhé. Dạ. Thế bà đến đây là do ai giới thiệu hay là bà đọc quảng cáo trên báo? Đâu có ai giới thiệu đâu. Mà em có đọc báo bao giờ đâu. Chứ sao bà biết đây bà tới? Hay luật sư quên rồi à? Cách đây một tháng, chính luật sư là người đứng ở bến xe bus phát mấy cái flyer, luật sư nhớ không? Luật sư dúi vào tay em một cái này. Lúc đấy em tính quăng mẹ vào sọt rác rồi. Nhưng mà nhìn thấy mặt luật sư tội nghiệp quá nên em bỏ đại vào trong bóp. Không ngờ hôm nay lại có dịp và lấy ra xài. Nhưng mà tôi hỏi bà bây giờ bà cần tôi giúp gì? Dạ thưa luật sư, chuyện là như thế này. Cách đây một tháng, không, cách đây vài năm, em có đi sửa sắc đẹp. Nói toạc ra là em đi bơm ngực. Thấy không luật sư? Thấy cái gì? Bơm ngực. Thấy rồi. Không. Luật sư làm ơn nhìn kỹ em. Tôi thấy hai chai bưởi Biên Hòa cứng ngắc rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bà là bây giờ cái chuyện bơm ngực của bà có dính dáng gì đến tôi không? Hả? Dạ dính chứ. Không dính dáng em tới đây kiếm luật sư làm cái gì? Thưa luật sư, như thế này, em bảo ông bác sĩ, ông làm cho em C-cup thôi, nó mới hợp với thân hình của em, đúng không luật sư? Nhưng mà ông bảo với em lỡ bơm ấy thì bơm cho bự. Đặc biệt hôm nay phòng mặt khai trương, nên ông tặng cho em cái giá đít cao. Bơm one, get one free. Bơm hai bên, tính tiền có một bên. Em thì được cái tính...
ham rẻ. Nên em bảo ổng là bác sĩ muốn bơm bao nhiêu thì bơm. Không ngờ ổng lại bơm cho em super size. Ngực to thì tốt chứ sao mà. Tốt cái gì? Ổng bơm to quá. Nhiều lúc em đi em cứ muốn suýt nữa là sắp ngã xuống, mà chuối ngã xuống đất này. Em bây giờ em cảm thấy tức ngực và khó thở. Nói thật với luật sư, ai mà đụng vào giống như hai quả bong bóng, mất hết cảm giác. Thưa bà. Dạ. Cái thứ nhất là tôi không có thời giờ. Bà dạ. Đừng làm phiền tôi. Dạ. Cái thứ hai tôi không có thời giờ mà tôi đứng đây để cho bà khoe ngực. Nhá. Khoe cái gì mà khoe? Còn cảm giác nữa đâu mà khoe. Thưa luật sư. Luật sư à, em tới đây là em nhờ luật sư thưa cái ông bác sĩ ra tòa đòi bồi thường thiệt hại lại cho em. Thưa ra tòa. À, dạ vâng. Sao bà không nói trước? Mời bà ngồi, mời bà, mời bà, mời bà, mời bà, mời bà, mời bà ngồi đấy. Cái chuyện nào cũng vậy, bà nói dài quá tôi không hiểu, cho nên là bà cứ nói trước là bà cứ là hay là. Dạ vâng. Tôi hỏi bà là ông bác sĩ nào sửa cho bà đấy? À, dạ ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh ấy, thẩm mỹ viện Hồng Nhan bên kia đường kìa luật sư. Thế à? À vâng. Thế bà tính đòi bồi thường thiệt hại bao nhiêu? À, dạ thưa luật sư, em tính đòi bồi thường thiệt hại khoảng 100.000 thôi. À, luật sư thấy có nhiều không luật sư? Một cái tai nạn thảm khốc như thế này dạ. Mà bà đòi bồi thường có 100.000 à? Tôi hút cháo à bà? À, là sao à, luật sư? Bà phải đòi thường 1.000.000 đồng. Ồ, 1.000.000 đồng. Thế có nhiều không luật sư? Thưa bà. Dạ. Tôi là luật sư Trần Trường Trị. Những cái kê dân sự mà dưới 1.000.000 đồng như thế này thì dứt khoát tôi không bao giờ tôi nhúng tay vào. Nhưng mà luật sư, em luật sư nhắm có được không luật sư? Tại sao lại không? Ở đời có những cái người đàn bà đau khổ như bà, đang đau khổ như bà mà lại không biết mình đau khổ. Dạ. Và vì thế mới cần những người luật sư tài giỏi như tôi để nói cái nỗi khổ đau của bà. Dạ vâng, dạ vâng. Bà nghe đây. Dạ vâng. Ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh dạ. Đã tặng cho bà 2 trái dưa hấu bự quá. Dạ. Cũng vì 2 trái dưa hấu đó nó bự, nó sẽ trở thành cái gánh nặng 1.000 cân mà bà phải đeo trước ngực như thế này. Rồi vì cái gánh nặng đó nó từ từ nó sẽ kéo cái lưng bà cong xuống. Rồi bà sẽ phải chống gậy mà bà đi, bà hiểu chưa? À không, bà bình tĩnh, bà ngồi dạ. Cái đó là tôi nói chuyện về đường dài thôi. Dạ vâng. Nhớ. Còn hiện tại bây giờ bà nói là ngực bà mất cảm giác. Đúng, đúng, bà đúng. Mất cảm giác thì chồng bà nó sẽ chán bà, nó bỏ bà và nó đi lấy vợ bé. Bà bị khủng hoảng. Và từ đó bà dở điên dở khùng, sống không ra sống, chết không ra chết. Bà không có thể nào mà lo làm ăn, nấu nướng, nuôi con được đâu. Và cũng chính vì thế cái nỗi khủng hoảng đó nó sẽ làm cho thân thể của bà mỗi ngày mỗi gầy đi. Không, không. Em càng ngày càng béo ra luật sư. Nếu mà béo à? Dạ vâng. Thế thì càng đúng, nguy hiểm hơn nữa. Dạ. Tiếng Mỹ nó gọi cái đó là bệnh depress. À, luật sư mà depress là gì? Em chẳng hiểu cái nghĩa là gì cả luật sư. Từ ngày tôi ra hành nghề cứu đời cho dạ. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu cái người đàn bà có cái bộ mặt hung ác mà đầu óc lại lú lẫn giống như bà. À không, đơn giản giống như bà. À. Bà phải tưởng tượng ra một cái viễn tượng đen tối, một cái màu tang thê thảm đang từ từ kéo đến để phủ lấp cái tương lai tươi trẻ của bà. Vì ai? Vì ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh đã tặng cho bà 2 trái dưa bự quá. Nhưng mà thưa luật sư. Bà đứng. Dạ dạ vâng. Lệch dạ. Rõ dạ. Lệch dạ. Bên to bên nhỏ. Không 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 không. Bên to bên nhỏ là lỗi thằng chồng em, nó thuận tay trái. Một người bác sĩ giỏi dạ. Trước khi bơm phải hỏi chồng bà thuận tay nào dạ. Rồi từ đó ông ta mới trừ hao đi bơm là vừa. Oh. Bà dứt khoát đòi 1.000.000 nữa thôi. Dạ luật sư ơi, luật sư muốn đòi bao nhiêu thì đòi, chăm sự nhiều luật sư, miễn sao em không phải chi đồng nào là được rồi. Mọi chi phí văn phòng chúng tôi lo hết nhé. Dạ vâng. Bây giờ bà đi qua bên này. Dạ vâng. Bà điền cho tôi mấy cái chi tiết cá nhân đi. Dạ, dạ. Rồi tôi sẽ tiến hành thủ tục thưa ông nhé. Dạ, dạ, cảm ơn luật sư nhiều nhé. Dạ. Dạ, em làm liền. Xin mời bà. Dạ, dạ cảm ơn. Trời, luật sư, thư tư bản của luật sư thì có siêu bác sĩ Quỳnh á. Ông mới có mời luật sư đi ăn phở đây mà. Cô thấy không?
ở hiền gặp lành. Tôi có cái linh tính trước nên dứt khoát tôi đâu có nhận lời đi ăn phở với ông ấy đâu. Trời, đúng là gà què ăn quắn có say. Trời ơi, cô lo cái việc của cô đi nha. Một người luật sư giỏi là phải biết gác bỏ cái tình cảm cá nhân qua một bên để thưa. Thế chứ bà mà có tiền bà kêu tôi thưa, bố tôi ra tòa tôi cũng thưa đó. Cô có lo làm việc của vậy cô. Là luật sư thưa nha, không phải em nha. Bây giờ em gọi cho bác sĩ nha, bác sĩ, để bác sĩ mướn luật sư khác biện hộ giùm, không phải em nha. Cô cứ gọi cho ông rồi mình phải làm cho nó đúng luật lệ cả chứ. Hello, bác sĩ Quỳnh hả? Qua đây mau lên. Trời ơi, ông luật sư Trần Trường Trị nè, ông thưa bác sĩ nè, ông thưa bác sĩ là bơm mực gì đó không biết nữa, cái to cái lớn gì đó không biết. Nên bây giờ đi qua qua liền đi, qua liền đi ngang. Chứ em mà em không dính dáng cho chuyện này đâu á. Bye. Mình chú Mánh à, có thấy chưa? Tôi đang buồn ngủ mà gặp chú Mánh. Gà què ăn quắn có say thì nói cho rồi. À, anh Huỳnh, tưởng bận lắm chứ sao mà qua lẹ vậy? Tôi bận chứ đâu có ế gì không? Hả? Đang ca bơm ngực, mới bơm được phần nửa à, phải bỏ chạy qua đây. Tức quá mà. Tôi nghe cô thư ký đó, ông thư tính thưa tôi phải không? Trời ơi, luật sư, trời ơi. Tôi thưa thật chứ tính cái gì? Thưa thật hả? Mà thưa tôi cái gì? Ông nên nhớ nha, tôi với ông là bạn bè mấy chục năm nay rồi. Tiền cá độ bóng đá ông thiếu tôi mấy tháng ông chưa trả mà. Sao giờ ông nở lòng nào thưa tôi là sao? Anh Huỳnh ạ, thiếu nợ đó là cái personal, còn thưa nhau ra tòa nó là cái business. Cho nên ở Mỹ này anh đừng có lẫn lộn giữa personal và business. Nguyên tắc quá ha. Mà thưa tôi sao được? Đưa được chứ. Cái bà đó là tới tình nguyện năn nỉ tôi bơm, thấy không? Thưa tôi làm sao được? Anh nghe này, người ta đòi anh bơm một trái cam, anh chơi cho người ta thành bằng trái bưởi. Người ta đòi anh một trái dừa xiêm, anh chơi tặng người ta hai trái dưa hấu, làm sao không thưa anh được? Ông ơi, mấy cái bà đó toàn là xạo không à. Bà nào tới cũng đòi bơm cho lớn, tôi cản đâu có được, thấy không? Không tin á hả? Ông về ông hỏi vợ ông đi. Chính bàn tay tôi đã sửa cho vợ ông cách đây 3 năm. Trời ơi, 3 năm rồi tôi xài đồ giả mà tôi không biết sao. Bởi vậy mới nói. Không, nhưng mà người ta... Nhưng gì? Còn nữa, con gái ông không nhờ bàn tay giải phẫu thẩm mỹ của tôi, sức mấy mà nó lấy được thằng chồng ngon lành như bây giờ. Ông nhìn là ông đi, mặt mũi ông mà con gái ông giống y hệt ông à. Khác cái là không có râu thôi. Trời đất ơi, để tự nhiên thì ai thèm lấy. Bởi vậy tôi là người đem tới hạnh phúc cho gia đình ông, cũng như bao nhiêu gia đình người khác. Nhưng mà cái bà đó bà thưa ông là vì ông làm cho ngực bà mất cảm giác. Ba tê à. Trời đất ơi, ông là đàn ông mà không biết cái gì hết trơn á. Phụ nữ sửa sắc đẹp là để tạo cảm giác cho đàn ông, chứ đàn bà đâu cần cảm giác. Ông có feeling là được rồi, còn vợ ông có feeling hay kệ nó. Anh Huỳnh. Gì? Anh là bác sĩ. Ừ. Tôi là luật sư. Ừ. Tôi và anh đều sống chết cho cái nghề nghiệp của mình hết. Ừ. Bệnh nhân đến bảo anh bơm chỗ nào thì anh bơm chỗ đó. Ừ. Còn tôi, thân chủ tôi đến bảo thưa thằng nào thì tôi thưa thằng đó. Cho nên mong anh thông cảm cho nha. À, tôi cũng thông cảm chứ. Nói thiệt, cái phòng mạch tôi đối diện với văn phòng của ông á, mỗi lần mà tôi trưa tôi nhìn qua, tôi thấy sao mà nó giống như là như là nghĩa trang hun hút rồi đó. Tôi cũng buồn thắt ruột vậy đó. Bây giờ như vậy, thật ra tôi không phải sợ đi hầu tòa đâu, mà tôi thấy không chịu, tôi bề bộn quá, bận lắm. Cho nên tính về nè, bây giờ ông dẹp cái vụ kiện đó đi, đưa cho ông 10.000 xài chơi hay sao? Bao nhiêu? 10.000 đô. Ít quá, đưa ông ra tòa sướng hơn. Bèo quá. Bèo hả? 10.000 đô là ba cặp ngực lưỡi của tôi rồi đó ông nội. Trời đất ơi, bèo hả? Được rồi, ông ép tôi chứ gì, muốn thưa chứ gì, thưa đi, tôi đi hầu. 10.000 không muốn hả? Một sen cũng không có. Tôi nói cho ông biết, thưa tôi sao được. Nè, tôi cho ông coi, bất cứ bệnh nhân nào trước khi lên bàn mổ đều có làm giấy thỏa thuận cam kết với tôi. Đọc đi, đọc đi rồi thưa. Tờ cam kết, tôi tên là Trần Thị Tơ Liễu, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1963. Nhờ bác sĩ Võ Đình Huỳnh bơm ngực cho tôi cam đoan chịu mọi trách nhiệm nếu có điều gì sai sót xảy ra. Ký tên.
Nguyễn Thị Tơ Liễu. thưa đi tôi đi hầu. Anh Huỳnh ơi, anh Huỳnh, em nghe bà này. Không thưa đi. Không muốn thưa bà. Anh đừng ép tôi mà. Không, anh đừng nóng. Anh đừng nóng, anh từ từ anh nghe tôi nói. Nói gì? Chào khán giả đi. Hai người sao chẳng đủ? Kêu hai người nữa ra mới đủ chứ. Mời cô thư ký và bà khách hàng. Dạ, cảm ơn chú Ngạn và cảm ơn chị Kỳ Duyên rất nhiều. Và lời nói đầu tiên xin gửi đến quý vị khán giả của Prism Night là chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Dạ, kính thưa quý vị, cũng như quý vị đã biết là từ ngàn đời xa xưa, ông cha ta cho đến chúng ta, ai ai cũng đều sanh ra và lớn lên bởi từ một người cha và một người mẹ. Đó là định luật tạo hóa đất trời, không ai có thể mà sửa đổi được. Nhưng theo tôi biết có người dám cãi lại định luật đó. Không được sanh ra bởi từ một người cha và một người mẹ vẫn lớn lên tồn tại phát triển bình thường, thậm chí rất tài giỏi. Người đó là ai? Đó chính là Tôn Ngộ Không. Dạ. Dạ. Mặc dù anh ta được sanh ra từ một hòn đá nhưng vẫn có tên là Tôn Ngộ Không. Thì tại sao tôi được sanh ra từ một người cha và một người mẹ thì làm sao không có tên tuổi được? Đó là lý do vì sao bây giờ xin phép giới thiệu tên tuổi tôi cho quý vị cùng nghe. Dạ. Dạ. Tôi họ Tào, tên Lao. Dạ. Tên đầy đủ của tôi là Tào Lao. Dạ. Dạ, trở lại vấn đề. Thưa quý vị, cũng từ ngàn đời xa xưa ông cha ta đến chúng ta, dạ, ai cũng là sanh ra và lớn lên bởi vì bầu sữa mẹ. Sữa mẹ là tốt nhất. Nhưng theo tôi biết, có một người cũng cãi lại định luật đó, không dùng sữa mẹ, tự phát triển, tự sản xuất, tự uống và tự lớn lên bình thường. Người đó là ai? Dạ, đó chính là ông Thọ. Dạ. Dạ, tự sản xuất, tự uống rồi tự phát triển, tự lớn lên luôn. Dạ. Dạ, thưa quý vị, nói chơi thôi, bây giờ đến với chương trình, trở lại chương trình của chúng ta. Quý vị tự biết là Trung tâm Thúy Nga Personal thường tổ chức những cái chương trình để hạn như là cuộc thi Vista, rất là quý vị rất là nhiều quan tâm. Và bây giờ để tới cuộc chương trình đó, mời quý vị hãy đến với chương trình là cuộc thi tuyển chọn tài năng Vi Vu. Yeah. Bắt đầu, mời. Tào Lao. Sai, làm lại. Hey, quyết đi thi, không huệ quải, không giật giải, sẽ không về, không về. Yeah. Chà, khí thế quá. Hai người vô đây thi phải không? Không. À? Vậy vô đây làm chi? Thi. Vậy nói cuộc là thi hay không thi? Thi chứ. Ai thi trước? Dạ em. Rồi. Giới thiệu tên tuổi, thi. Dài lắm. Dạ. Tôi biết là dài, vẫn giới thiệu đi. Dài lắm. Tôi biết là dài lắm nhưng phải giới thiệu để người ta ghi vô hồ sơ. Dài lắm. Tôi thấy bà ngắn cũn như vậy đâu mà dài. Cái tên của tôi dài lắm. Tên dài lắm. Ừ. Họ dài tên lắm, tên là dài lắm nữa. Ừ. Chà, dữ. Sao đặt tên vậy? Cái tên là cái vía ba má tôi đẻ, con nít bình thường là 60cm. À. Đẻ tôi ra có 6cm à. Đặt nhờ đặt cái tên của cái vía vậy mà tôi dài cho ớn không? Ồ, dài quá. Cỡ cái thước dây vậy đó. Dạ, nguyên cây luôn á. Rồi. Dạ. Thi gì thi đi. Cái gì vậy? Nói vậy là sao xúc phạm tôi nha. Anh vô đây tôi chưa thi tài năng mà nói thi gì thi đi, lấy nói gì rồi sao? Xin lỗi anh nè nha. Hồi đó tôi đẻ ra đó, ba má tôi đẻ ra dưới quê cúp điện tàu mà đẻ ra cái mặt tôi sáng y chang gầm nè. Phải không? Sáng cái sao? Ừ, anh thấy sáng quá. Mặt tôi phải sáng, đẻ ra là sáng nè, phải nhặt anh mặt tới hù. Anh thấy không? Nè, coi mặt tôi nè, đó, sáng dễ sợ. Mặt sáng như răng rồng. Coi mặt anh tới hù. Thôi bà nội, bà làm tôi không biết vậy. Bà đưa bà bật lên, bà đưa qua tôi off rồi sao mà nó không tối được. Ủa vậy hả? Bà thử đưa qua tôi, bà mở lên coi nó sáng không. Vậy, mặt em sáng à? Đó, qua mặt anh nè. Đưa mở lên coi, sáng không? Gì vậy? Hết pin. Tào Lao. Thi đi. Nãy giờ vô đây em thấy em nói lưu loát không? Lưu loát. Không có chữ nào dắt chữ nào, không bao giờ liệu chữ, không bao giờ quên lời. Hay. Nói vô cùng lưu loát cho nên mọi người ủng hộ em tới đây thi. MC. Dạ không. Làm cái gì? Thơ. Làm gì vậy? Không làm gì vậy? Cổ động tôi đó. Hay quá, thi thơ. Hay. Nói cho cố dài càng lan đại hải đúng cùng là thi thơ. Bị đâm bà không? Dạ tôi thi tài năng, tôi muốn thi gì tôi thi. Rồi thi đi. Tôi bắt đầu đọc thơ phải không? Rồi làm thơ đi. Dạ anh chuẩn bị nghe nha. Rồi chuẩn bị nghe. Châu ơi,
ta bảo Châu này. Lại biểu Châu. À. Cái gì? Tôi là ban giám khảo nha. Em thấy anh đen đen, em tưởng con Châu, em xin lỗi. Tào lao. Thi. Ông Châu. Dạ. Châu ơi, ta bảo Châu này. Ừ. Châu ra ngoài ruộng đi cày với ta. Ừ. Đầu lòng hai ả Tố Nga. Hả? Thúy Kiều là chị, em là Thúy Dân. Cái gì? Ông làm gì? Ông làm. Ông làm gì? Hay hay quá mà anh. Hay cái gì mà hay? Dạ. Tân tân cổ giao duyên. Dạ. Tân cổ giao duyên cái gì? Mà đem mà gắn ông này mà cắm vô đuôi bà nọ là sao? Hả? Ơi, trời anh sao anh khó quá. À? Anh có biết ngày xưa Thúy Kiều, Thúy Dân hồi nhỏ ta cũng đi chăn trâu vậy? Sao anh biết được người ta làm vậy? Chăn trâu đâu biết vậy mà đem mà lấy cái này mà gắn con kia là không được. Cái này là bản cấp thơ và mà chế thơ là khác, hiểu chưa? Cái này của mình. Không được à? Không được. Cho em cơ hội khác được không? Thi làm gì mà làm gì ghê vậy? Năn nỉ. Cơ hội đúng không? Dạ. Rồi cho cơ hội nữa làm đi. Dạ. Thi cái gì? Kể chuyện. Kể chuyện hả? Dạ. Chuyện gì? Chuyện cười. Cười hả? Bà chưa kể em... bà cười mà nói. Không phải. Tự nhiên em nghĩ. Cái gì? Em nghĩ đến cái chuyện mà em sắp kể cho anh kể. Là mắc cười đó đúng không? Chắc em chết. Bà kể mà là tôi nôn quá rồi. Chuyện sao? Bà kể tôi nôn quá nè. Hồi sáng. Hồi sáng sao? Em đi ăn sáng đó. Ừ. Em vô. Ừ. Em kêu bộ tổ tiêu. Chắc chết. Chưa có cười được. Chưa. À chưa. Ừ. Chỗ này mới cười. À, chỗ này mới cười. Bà bán quán ra. À. À, sao? Bà đi. Chắc tôi chết chứ bà này quá. Bà sao, bà sao? Bà mới bưng ra cho em tô phở. Chưa có cười được. Em chưa có nói sao anh cười. Quên, xin lỗi. Em sao? Chắc tôi chết rồi này. Bà là tôi muốn chết với bà như này. Cái, ừ. em mới nói là, ừ. Chị ơi, lộn rồi. Bà nội, chưa có cười. Dạ chưa, cái bà nó mới trả lời, mới cười rồi. À, bà trả lời sao? Dạnh đẹp chứ em đột quỵ bây giờ. Rồi, khổ anh. Ừ. Bà đó bà mới nói, ừ. Dạ để tôi đổi cho chị tô khác. Trời ơi, cười chưa có cười được, bà tự bà cười hoài. Dịnh đây, câu này đỉnh nè. À câu đỉnh nè. Câu đỉnh, dịnh không nè. Bà trả lời là bà cười. Để em chuẩn bị cười anh. Bà ràng, cười chắc bể bụng mau. Dạ. Sao mà anh biết sao không? Tôi mới nói. Ừ sao? Để đó em ăn cho. Chết. Đi vậy. Mày muốn nè. Bà tào lao hả? Cười chỗ nào? Có một mình anh không cười, ở dưới đây ai cũng cười. Yeah. Vỗ luôn kìa. Yeah. Khó quá, ban giám khảo mà khó quá. Yeah cái gì? Tôi cho mày gieo trong luôn bây giờ. Ông ta cười thiệt mà anh. Cười cái gì? Người ta là khác, còn tôi khác, tôi là ban giám khảo nè. Tôi chấm cho cô nè. Cô phải cho tôi cười mới được. Vậy không được hả anh? Không được. Chuyện tao lao cười. Cái gì nữa bà nội, cái gì vậy? Cho em thêm cơ hội nữa được không anh? Nhớ là bất quá tam thôi nha. Dạ. Ba lần thôi nha cha. Dạ. Rồi, làm cái gì? Dạ em hát. Hát được không? Đừng có khi dễ mình nha. Ừ. Em nói cho anh biết toàn bộ khán giả dưới đây. Là người nhà của bà? Không. Cái gì? Nhà tôi đâu tiền mua vé nhiều đây chứ. Dạ người nhà em mua 2 vé ngồi chót thôi kìa. Chứ quê lên thì đâu mua vé. Chị bà giới thiệu con chí? Fan của em đó. Yeah. Thấy chưa? Thấy fan em khủng khiếp đó. Fan em. Bà chưa đi thi mà có fan rồi đó hả? Fan của em không, trước khi em hát là em phát cho ngồi cái spell ở dưới rồi đó. À. Hát không nghe là bật ngửa liền. Ở nhà ông anh em ăn bơ tô cơm ăn vậy nè. À. Em cất giọng hát lên ông bật ngửa 6 vòng đứng sững cho bưng tô cơm ăn tiếp, khủng khiếp không? Rồi bà nói sao nghe tôi hồi hộp quá bà nội. Cái giọng em nó gọi là giọng khủng đó. Rồi phải không? Phải không? Yes. Làm liền. Thiết liền. Hát không? Hát liền. Dạ. Con bướm kinh, con bướm kinh, con bướm vô tình. Mình tình kinh bướm bên mình thật
con bướm không bay mà con bướm đầu. Nhưng dù đầu hay bay thì bướm vẫn trường tình. Con bướm kinh, con bướm kinh. Con bướm kinh, con bướm kinh. Tắt nghe đi. Con bướm kinh. Bướm gì? Nè 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 nè. Mày bị bạo loạn ở chỗ này hả mày? Hả? Đạp cái gì vậy? Cứ đứng em chỗ đi. Tào lao, bà làm gì? Bà hát cái gì kỳ cục vậy? Hả? Con bướm xinh mà lại con bướm gì? Con bướm của anh nó còn sống, nó xinh xắn. Con bướm của em không biết thằng ông nội nào đập nó chết trước nhà, nó xinh, nó ghê lắm. Nó chung phình ra bá, em thấy thì phải hát đúng bài chứ. Thôi dẹp đi, bà làm tôi biết bài nè. Bài này bài con bướm xinh, con bướm xinh, người ta hay gần chết vậy đó. Mà bà gấp, bà đạo nhạc, bà làm tập đâm la ở đây. Hả? Gì vậy? Vậy là rớt anh? Rớt rồi. Không buồn. Sao vậy? Biết đi thi sẽ bị rớt. Nếu bị rớt sẽ không buồn. Nếu có buồn sẽ cởi chuồng. Cái gì? Lao lao, mới nói cái gì? Dạ không, em đọc cho nó suông mỏ vậy thôi. Chứ em đâu có khùng đâu em cởi chuồng. Đâu có tự nhiên phi vậy đâu cha. Là với tôi khùng vậy. Tào lao. Tào lao. Tưởng vô làm gì tùm lum tùm la, không mà làm xí cầu. Tưởng đi đâu vô cái là phải không có đi ra. Bảy tầm bạ không. Bực bội gì đâu. Hình như đi chung với con nhỏ kia thì phải. Tôi nghi lắm rồi nha. Nè, tới đây. Ông á, tới đây. Anh kêu em hả? Kêu ông chứ kêu ai? Tới đây. Em hồi hộp quá. Trời đất ơi. Ông... Em gồm quá anh ơi. Ông mặc đồ võ sĩ boxing mà ông rút lên sao? Em bận cho nó không khí thôi à. Chứ thật sự em ốm yếu mong manh dễ vỡ lắm. Rồi giống ông thi mà ông mong manh dễ vỡ xong thi. Dạ em gồm quá à. Em mất bình tĩnh. Mà em mất bình tĩnh là em quên. Em quên là em phải sức dầu. Trời ơi, hôm nay thi toàn là quái vật thi không mà trời. Ra sức dầu vô, sức dầu vô. Thôi em sức miếng dầu. Sức vô, nhanh nhanh rồi thi. Sức đi. Trời ơi, sức dầu là xịt xì dầu vậy trời. Em sức nha anh. Rồi sức đi, sức đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông làm gì? Ông sức tôi làm chi vậy? Em thích hửi mùi dầu. Ừ. Mà da em bị dị ứng với dầu. Rồi sao? Anh chịu khó sức miếng dầu. Em hửi được mùi dầu là anh hết có điên đầu. Trời đất ơi, khổ quá rồi. Hửi đi, nhanh như được thi. Cảm ơn anh. Làm gì nổ da gà hết trơn nội ơi. Rồi bình tĩnh chưa? Dạ bây giờ em bình tĩnh lắm rồi nè. Bây giờ anh hỏi em đi. Anh hỏi em cái gì? Em trả lời anh hết. Em bình tĩnh lắm mà. Tên gì? Dạ em tên gì anh hả? Ông tên gì cũng hỏi tôi sao trả lời được cái đâu. Anh ơi. Cái gì nữa? Anh đừng có la lớn. Anh la lớn là em gùm. Gùm sao? Em gùm là em mất bình tĩnh. Tỉnh rồi sao? Em mất bình tĩnh là em quên. Quên rồi sao? Quên là em phải sức dầu. Trời đất ơi, khổ quá mà thiệt. Cho em sức miếng dầu. Miếng dầu nó sức đi, nhanh lên. Rồi sức đi, nhanh nhanh, nè. Sức nha anh. Ừ. Cái gì vậy? Rồi hít lại đi, lại đi thi. Anh ơi. Sao? Em thích. Ê, bậy nha, bậy nha. Tào lao nha. Hử cái gì đây, cô thích thích cái gì đây à, không, không. Ủa phải gì dạng dễ dãi nha à, xin lỗi anh. Không phải, ý em nói em họ thích. Dạ, tên coi, dạ tên đầy đủ của em là thích đứng coi. Tên nghe không mà khó chịu rồi đó. Thích đứng coi đúng không? Dạ. Rồi, quên nữa, nói chuyện ông nội phải nhẹ nhàng. Ông xỉu nữa mệt. Anh nói gì? Thầy. Anh nói gì? Thầy! À! Sao anh là lớn quá vậy? Anh là lớn là em gùng.
mày rung là mày sức giàu đúng không? Mày đưa đây khổ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi mày hử đi, nhanh lên mà hử luôn. Rồi. Rồi này, rồi. Mày thi đi, mày thi đi. Thi. Em thi gì anh? Thi tài năng. Dạ em đâu có thi tài năng gì đâu anh. Chứ mày vô đây chi? Dạ em vô em coi. Tại tên em là thích đứng coi mà. Dạ chủ yếu là vô em đi em coi cái con nhỏ bạn nó thi. Dạ mà nhỏ bạn nó thi xong rồi dạ xin phép cho em về. Tào lao, tào lao. Vô không có làm gì sức đẩy dầu. Trời đất ơi nó hôi rinh cái dầu gì không biết. Chết tôi rồi. Hồi phải không anh? Hồi. Hồi không? Hồi. Dạ dầu hôi là nó phải hôi thôi anh. Trời ơi, chắc dầu hôi tôi hả? Em dạ anh nè, anh nhớ đừng có đứng gần lửa nha. Đứng gần lửa nó phụt. Chảy anh. Nhớ nha, đừng có đứng gần lửa. No smoking. Nhớ nha, no smoking. Biết. Thằng không. Trời đất ơi mấy anh ơi, coi kỹ kỹ giùm tôi nha, kiểm tra từng người một. Khổ quá mà thiệt. Kiểm chuẩn bị đừng có cho lửa lít vô đây hết trơn nha. Thí sinh cứ tiếp đi. Đó, thí sinh là phải như vậy, mặc đồ phải là lịch sự như vậy. Ai như hai đứa khùng kia, tàu lao không. Rồi, chào em. Em có thể giới thiệu tên tuổi rồi mình thi. Dạ em tên Đậu. Cái gì Đậu? Thi là Đậu. Chà, tên nghe sốc quá ha. Thi là Đậu ha. Rất là tự tin. Có thể nào san sẻ có bí quyết tại sao lại tự tin vậy không? Em có bí quyết tự tin như thế này. Rồi. Là nhờ em xài sản phẩm collagen linh chi của Che. À, collagen linh chi nè ha. Cái này tốt lắm đó nha. Dạ. Ê, cho tôi được không? Dạ em tặng cho anh. Ừ. Hy vọng là anh uống xong tóc anh sẽ mọc nhiều vì anh hói quá. Mới gì chọc quê bà nội. Rồi. Rồi, thi. Thi gì? Dạ, em sẽ thi tiết mục tài năng của em là đốt lửa. Đốt. Ê ê ê. Ê, cắt, cắt. Bà làm ai kêu bà thi cái này? Dạ, tại vì mới nãy em thấy có người vô châm dầu sẵn em vô em đốt lửa cháy cho nhanh. Tắt ngay, bỏ vô ngay. Dạ. Bà định thiêu tôi hả? Dạ. Bà khùng hả? Thi không được, thi cái khác được. Dạ, vậy thì anh cho em thi tiết mục kể chuyện được không anh? Sao nó giống con nhỏ chán như chăn dầm vậy trời. Nè, có bà con với con nhỏ gì dài lắm không? Dạ không, em không có quen ai dài lắm hết á. Em là con gái độc nhất vô nhị của một gia đình lá ngọc cành vàng đó anh. Kể chuyện cười đúng không? Dạ không có, em kể chuyện xạo. Trời mừng quá, cả dừng cười cho tôi trốn nó luôn. Rồi, kể chuyện xạo, kể đi. Dạ, chuyện là như vậy. Rồi, anh biết không, sáng nay trên đường em đi thi. Em đang đi trên đường, tự nhiên em gặp hai vợ chồng người ta gây nhau quá trời. Ôi, hai chồng gây qua gây lại. Người chồng tức quá, tát vô mặt cô vợ một cái chá. Rồi sao? Rồi hả, xẹt lửa, đụng bình xăng, cháy nhà. Gì kỳ vậy bà nội? Chuyện xạo mà. Quên, chuyện xạo. Xin lỗi. Sau đó, sao nữa? Sau đó em trên đường đến đây, em đứng em nét la, em chờ thi. Cái em nhìn bên kia đường, em thấy có một người thanh niên bị một cái tên cướp giật đồ. Thôi, cái người thanh niên dằn lại, hai người dằn qua dằn lại, tên cướp tức quá, lấy con dao, đâm vô bụng người thanh niên một cái hố. Lòi ruột. Có gãy cái chân. Ủa sao kỳ vậy? Chuyện xạo mà. Rồi sao? Ôi sau đó em nhìn cái cảnh máu chảy lên láng, em lo quá, em ẵm người thanh niên vô bệnh viện, bác sĩ nhìn lo quá mới quyết định họp và mổ. Mổ cái giò? Không có, mổ cái đầu. Sao kỳ vậy? Chuyện xạo mà. Bà nội, bà đừng kể bà nội. Bà kể là tôi nhức cái đầu quá rồi, chứ đi khám luôn quá. Anh khám cái đầu phải không? Khám cái bụng. Ủa sao kỳ vậy? Chuyện xạo mà. Hay quá, chúc mừng anh. Anh thi đậu rồi, anh lấy cúp luôn đi, anh xạo bà cố luôn à. Ê, bậy nha, tôi là ban giám khảo, tôi tự thi là sao? Ủa, vậy hả? Vậy anh cũng biết anh là ban giám khảo hả? Mình ban giám khảo thì mình lo cái phần ban giám khảo đi. Dành của thí sinh là sao? Dạ, câu chuyện của em xạo đến đây là hết rồi, vậy anh xin cảm ơn ạ. Không được. Dạ. Chị đi thi thì phải kể chuyện sao, cái chuyện xạo nó nghe nó tào lao lắm, thấy không?
nghe nó không có hợp với chương trình. Vậy thôi anh cho em hát được không? Nữa hả? Trời ơi, hát bài gì? Anh biết hết. Tôi chưa có biết. Anh biết hết. Tôi chưa có biết. Bài hát mang tên là Anh Biết Hết. À, bài hát là tên Anh Biết Hết hả? Dạ. Trời ơi, còn thấy vô tưởng cái bài gì? Nhớ là không được ăn cắp nhạc người ta này nọ như chưa? Đâu có, bài hát này là của em tự sáng tác, em tự biên soạn, em tự, em nói chung tự xử hết luôn đó. Hay quá vậy ta. Dạ. Rồi, nhạc, music. Dạ, music. Em đã nói rồi, không cần ban nhạc, em tự xử quen rồi. À, tự dạ, xử luôn đó. Dạ, em tự có điểm hát thêm. Rồi. Bà làm gì bà nội? Bà làm dạ, gì? Em đang luyện thanh. Bà đừng có xạo bà. Dạ. Ta luyện thanh để chống tay nè, ta ngửa mặt lên trời nữa. Bà luyện mà cúi mặt chứ đó, bà luyện gì đó. Dạ, tại bà hát em nó hơi có cái tính chất giọng thổ ra, nó phải luồn xuống dưới, em phải luyện thanh từ dưới lên. Thôi khỏi đi, bà hát thẳng vô đi nha. Dạ. Anh biết lần đầu anh mới gặp em là anh biết em không thích anh. Anh biết lần đầu anh mới gặp em là anh biết em không yêu anh. Và anh biết hết, anh biết hết. Em chỉ coi anh như con chó xà mông. Và anh biết hết. Em chỉ coi anh như con quái vật không não. Và anh biết hết. Vậy mà em nói anh không biết gì hết trơn. Bà thi xong chưa? Dạ xong rồi. Đi ra ngay. Ủa anh, em... tàu lao. Vậy là em thi rớt hả anh? Rớt rồi. Bà đúng là con chó xà mâu á. Quái vật không não là bà đó. Ủa anh, vậy là em không có đậu hả anh? Không có đậu. Vậy là em rớt mà em cũng không đậu nữa hả? Mà khùng á, có ai mà rớt mà đậu mà nội? Em quên, em rối, em nói bậy. Anh ơi. Thôi đi ra đi. Em không có đậu, em mừng quá anh ơi. Nhưng mà rớt mà vui là sao? Vui chứ, đậu biết làm gì giờ. Trời ơi, thôi đi ra. Xin phép anh em đi ra. Anh cho em hỏi nha. Anh thấy nhỏ sáng như trăng rằm như dầu hôi đâu không? Nó thi rớt nó về rồi. Trời, nó thi nó rớt nó về hả? Ừ. Nó về hả? Ừ. Nó về xong nó không báo em. Chi? Ba tụi em ở chung phòng với nhau mà. Anh đi nha. Dạ em biết em sẽ thi rớt. Vậy mà em vẫn cố gắng dù thì. Dạ em biết em sẽ biết hết. Tào lao. Bảy đồng bà không à? Thí sinh kế tiếp đi. Thấy chẳng chọn được sinh nào cả. Lịch sự đó. Rồi, giới thiệu tên tuổi thi. Bị câm hả? Gì? À, nghe được hả? À, xin lỗi. Dạ, kính thưa quý vị, em tên là Khó Thành Ngôi Sao. Ông đi thi thành ngôi sao, ông kêu Khó Thành Ngôi Sao, làm sao thành ngôi sao? Dạ tại vì quê em ở Cà Mau, gia đình thì không giàu, ba em phụ giúp quán người Lào, má em làm nghề mài dao. Em ước sau này cái thành ngôi sao và rất thích chơi thể thao. Hôm đó làng Cà Mau có tổ chức cuộc thi nhảy đào, em tham gia đã chứng tỏ tài nhảy cao. Ai về lúc nhảy cao tới lộn cổ xuống ao, dân làng mới chết khỏi cái ao, từ đó mới có tên là Khó Thành Ngôi Sao. Cái tên mà như là sáu câu vọng cổ vậy ha, nghe nó dài vậy luôn. Rồi, có tài năng gì thi? Dạ, tài năng đầu tiên em xin được phép thi làm thơ. Thơ. Rồi làm đi. Trâu ơi ta bảo trâu này. Trâu ra ngoài ruộng trâu cày. Bà vô bà gặp Thí Kiều với Thí Dân đúng không? Dạ đúng rồi. Con nhỏ dài lắm nó làm rồi. Con dài lắm nó vô này. Nó làm rồi. Trời ơi anh ơi, cái thơ đó của tôi răng cắp. Tôi không cần biết, nó làm rồi. Bỏ đi. À, đó là sở đoản. À sở đoản thôi. Sở trường của tôi là cái khác. Làm sở trường đi. Dạ kính thưa quý vị. Ừ. Sau đây em xin được phép thi tài năng kể chuyện cười. Kể
Kể đi. Sáng này đó em đi ăn sáng, em vô kêu tôi hủ tiếu cái. Mày lớn lòng tôi phở đúng không? Mày mang lòng tôi phở đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi. Con nhỏ dài lắm nó cũng làm rồi. Mày tào lao rồi hả? Con dài lắm nó làm luôn. Nó làm luôn rồi. Ừ, nó ăn cắp thơ tôi mà còn ăn cắp luôn chuyện cơ của tôi. Tôi không cần biết, nó làm rồi là thôi. Không làm nữa. Bỏ đi. Ờ, bỏ. Sở đoán mà. Sở đoán nữa hả? Em có sở trường. Làm sở trường đi. Dạ. Sau đây, em xin được phép thi tài năng ca hát. Đó, hát cái gì? Em sẽ hát một bài hát cho chính em sáng tác. Ờ. Tên gì? Anh biết hết. À. Mày hát đi, mày hát thử coi. Anh biết, lần đầu anh mới gặp em. Nè, nè, không có giỡn mặt nha. Mày thành con chó xà bâu cứ không não gì đúng không? Đúng rồi. Mày tào lao, cái con thi là được đậu gì đó, nó cũng hát rồi. Cái con đậu tới đây luôn hả? Nó hát rồi. Trời đất ơi, hai con quỷ này hồi xưa nó muốn minh họa cho tôi mà. Tôi không cần biết. Nè, tôi nói anh nghe nha. Anh vô anh bắt trước thì tôi đồng ý cho anh bắt trước. Anh bắt trước ngày nào nổi tiếng anh bắt trước. Bắt trước toàn cái tào lao không? Điên khùng bắt trước làm cái gì? Hả? Anh muốn bắt trước đúng không? Anh muốn nhại đúng không? Ông biết Ngọc Sơn không? Dạ biết chứ, trời ơi, Ngọc Sơn thần tượng mà. Biết đúng không? Dạ. Yeah. Đây, tôi là Ngọc Sơn cho ông coi. Ông chờ đi nha. Nhìn cái tướng là đây thấy giống giống rồi đó. Không biết làm có được không đây nè. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Cái gì vậy? Anh báo Hồng Sơn là như vậy đó. Lúc nào cái đầu cũng niễn niễn, môi dưới chè chè đó. Đại gia đình khỏe không? Sơn khỏe. Thông cảm đi, môi dưới nặng khó nói chuyện. Tâm sự đời tư của Sơn cho đại gia đình nghe. Nghe. Nghe cháu. Hồi nhỏ Sơn là mê gì? Mê gái. Quen gái bị gái bỏ hoài à. Sơn rồi buồn lắm à. Về nhà sáng tác một nhạc phẩm mời đại đình nghe gì? Nghe chơi trời ơi. Vô. Giờ tôi đã biết không đem hạnh phúc cho em. Giờ tôi đã biết em mơ cuộc sống cao sang. Giờ tôi đã biết em ơi. Giờ tôi đã biết em ơi. Giờ tôi đã biết ân tình vỡ đôi. Giờ tôi đã biết. Nhảy luôn hả? Ở đâu anh ba nhỉ? À, gãy khúc hả? Cái gì vậy? À, trời ơi. Em không là của tôi. Hay quá anh ơi. Hết. Hay quá. Giải thưởng đâu? Dạ, quên. Tào lao. Xin lỗi. Đó, nhại là phải nhại như vậy. Nha. Cái gì không có, không nhại được là phải có riêng tư của mình. Được rồi. Em không có nhại ai hết trơn á. Rồi, bây giờ em sẽ hát thi bằng chính giọng hát thật của em. Phải như vậy. Bài gì? Bây giờ em sẽ hát một cái bài hát nhạc quê hương rất nổi tiếng từ lâu. Ừ. Đó là bài hát Chiếc áo bà ba. Quá wow, hay. Rồi, bắt đầu. Ông làm gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Dạ em khởi động, em warm up. Làm nóng này, chuẩn bị hát à. Làm nóng cái gì? Dạ. Ông làm tôi không biết cái này á. Cái này là của cái ông. Ông này còn cái sinh động bắt móc, hốt lên ông nội. Còn ông hát cái này là ông hát nhạc dân ca mà làm gì có Michael hốt đó. Ủa, em giới thiệu bài gì? Ông giới thiệu bài là Chiếc áo bà ba. À, xin lỗi vì em tập nhiều bài quá nhiều thể loại nên em lộn. À, em xin hát lại. Dạ.
Bỏ đây đi, ông hốt hốt bậy bạ nữa. Để đằng sau nó hốt cái khác ghê hơn. Đó, được rồi, đây, đây, đây. À, hát đi. Mày để đây tao móc mày còn ghê hơn á. Rồi ông hát đi. Tôi giới thiệu cái là hát đi nghe chưa? Dạ. Yeah. Chiếc áo bà ba xin phép được bắt đầu. Áo. Ấy. Anh ơi, ở nhà em tập, thế mà em nghe chữ áo cái là em hốt liền. Anh đừng có nói chữ áo trong này. Em biết là em kiểm soát được mà, để em hát. Anh nói ở dưới là ai? Gì vậy? Anh người ta ở dưới ta. À, xin lỗi, xin lỗi. Rồi, à, đề nghị mọi người đừng áo nữa nha, chứ để ông hốt 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 tới sáng mà. Đó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, thi đi. Bây giờ ông tập trung đi, ông đừng có nghe người ta nữa. Dạ, dạ. Ông muốn tới sáng hả? Dạ, 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 được. Em tập trung. Trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Rồi. Chiếc áo bà ba, sao bà tư ba mặc. Tào lao nữa. Tào lao. Ông giỡn mặt với tôi hả? Chiếc áo bà ba có gì có bà tư không đó hả? Trời ơi anh ơi, bà ba có áo bà tư không có, bà mượn mặt có gì đâu tào lao. Cái bài nhạc là không có cái bà tư không đó. Ông ăn cắp nhạc đó là ông sửa lời nữa hả? Bài này không được phải không? Không được. Em kiếm bài khác, em thiếu gì bài. Kiếm đi. Làm gì dữ vậy? Em suy nghĩ coi. Ông làm gì vậy? Thì gãi đầu suy nghĩ. Ông có bị khùng không? Ông ngứa đi, ông cởi nón ra, ông gãi đã ngứa, em đội ông gãi sao đã ngứa được? Ông bị điên hả? Mày mới điên đó. Sao điên? Có khi nào mày ngứa bông mày tụ quần mày gãi không? Ông gãi sao miệng đã ngứa thôi. Ta. Gì? Nghe rồi. Bây giờ em sẽ hát một thể loại thịnh hành mới nhất bây giờ. Mới nhất bây giờ. Đó là nhạc ngoại quốc. Nhạc ngoại quốc. Lời tiếng Anh. Không chất quốc không à. Rồi thi đi. Cho miếng nhạc vô. One, two, three. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11. Five. Hey! Ông tào lao, ông đếm không chứ ông hát cái gì? Ông làm tôi biết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 hát cái gì? Thì mẹ em hát tiếng Anh mà. Tiếng Anh gì? Đứa con nít 3 tuổi nó cũng hát được nữa. Đi ra. Cái gì? Đi ra. Vậy là tôi rớt đó hả? Rớt. Trời ơi, tôi hát biết bao nhiêu bài, làm biết bao nhiêu thứ một anh cho tôi rớt là sao? Ông làm nhiều rồi cho ông đậu hả? Đi ra. Điên khùng được không? Ai vậy? Kệ người ta đi, ai cứ ông tập đi, ông cố vô luôn. Này! Chết rồi! Cái giọng cười đó. Hỏi đi. Thăm là có cái thằng gì vậy? Hỏi thăm mà hồi sáng giàu rồi con nhỏ sáng danh dầm rồi con nhỏ mà được rồi đúng không? Đúng rồi. Mày cung phòng với nó đúng không? Mày chung phòng đúng không? Không phải! Chứ sao? Ba đứa đó, nó giữ hũ thuốc của em. Trời ơi! Về nha! Thằng không, tào lao hết. Cái gì kỳ cục vậy trời? Năm nào tổ chức, tháng nào tổ chức, thậm chí tuần nào cũng tổ chức mà không bao giờ tuyển cho được tài năng hết trơn trời. Riết mà bực bội luôn. Dẹp, không tổ chức thi nữa, hủy bỏ thi rồi luôn. Không tổ chức nữa, bỏ luôn. À. Vô, chích thuốc. Chết rồi, chết thuốc rồi. Ê, ra, ra. Đứng im. 1, 2, 3. Cuối, chào. Rồi, vô chích thuốc. Vô.
Ti nè. Dạ. Ti, nó có bảo này. Dạ. Lại đây. Dạ. Hộp bữa này ấy, 2-3 trung tâm họ phát hành DVD mới á. Dạ. Cô phải đi có chút việc. Chú Tân mày thì bận sang băng ở trong nhà. Chỉ dạ. có một mình mày coi tiệm thôi nhá. Cẩn thận nó coi chừng mất cắp nhá. Thôi dạ. cô đi nhá. Dạ. Thế cô ơi. Sao? Thế cô biết hôm nay hàng họ về nhiều lắm. Sao cô không ở nhà phụ con bán hàng với? Thì tao biết là hôm nay là bận rộn. Nhưng mà tao đỡ lỡ hẹn với người ta rồi. Làm người phải có uy tín. Cô đã lỡ hẹn với bà Đào rồi. Lỡ hẹn không được, mất uy tín. Biết cô... chưa? Vậy cô hẹn với bà Đào làm gì mà quan trọng thế hả cô? Đánh tứ xác. Gớm. Kỳ rồi cô vừa hẹn ông nha sĩ để chỉnh răng mà cô còn bỏ hẹn đánh tứ xác có gì mà quan trọng? Ôi, đánh hẹn nha sĩ thì có một mình ông nha sĩ ông chờ mình. Đằng này ấy, đánh tứ xác tới ba tay đang chờ tao lận. Tao mà lỡ hẹn thì tao mất lòng tới ba người lận. Phải không? Dạ. Thế nên cái gì chứ đời cô ấy, đánh bài thì không bao giờ lỗi hẹn. Biết chưa? Dạ biết. Thôi đi nhá. Dạ bye cô. Thấy cô ơi. Cái gì? Xong cứ dập ngược lại. Hôm nay thấy cô hơi là lạ. Sao? Đâu cũng quay một vòng em xem nào. Thấy cô sang trọng có phải không? Không. Sang thì không sang nhưng mà thấy dạo này như cô phát tướng thì phải. Thế con này, con danh này. Tao ghét cái kiểu nói ăn nói màu mè kiểu Bắc Kỳ của mày lắm nhá. Tao béo thì nói mẹ béo đi. Tỉ đặt phát tướng với lại sang trọng với lại thôi bê, nhiều chuyện quá, tao đi đây. Thế cô ơi. Sao? Tối nay cô có về dùng cơm gia đình không để con dặn chú chờ? Cơm nước gì? Hôm nay mùng 1 thầy có hẹn với tao rồi. Đánh tứ sắc xong rồi ghé chùa ăn cơm chay. Dạ. Được chưa? Dạ được rồi. Thôi cô đi nhá. Dạ chúc cô may mắn nha. À, giật ngược như vậy chắc đánh xui lắm nhưng mà phải không đâu. Chán. Bye cô nha. Cảm ơn. Trời ơi, tiệm băng gì đó bự thù lù à. Tiệm muốn mỏi cái chân mà chưa tới cái quầy nữa à. Gái hay gái, có Paris Spy này mới nhất ra chị cưng. Dạ thưa chị, chứ mi phải gọi giúp bằng gì nào? Mình đang giữ, cưng muốn gọi sao cưng gọi. Nhưng mà gọi mình chị đẹp, mình thích hơn. Rồi chị đẹp, đây có đây. Dạ đây. Này băng gốc với băng sen đi em. Dạ băng này băng chính gốc ạ. Thôi bỏ lại, có băng sen không? Dạ có. Chị, đợi em tí nha. Ừ. Em có đây này. Nhưng băng gốc thì 25 đô. Mắc. Mắc. Băng sang chỉ có 10 đô thôi. Còn mắc. Thôi vậy chỗ chị quen tiệm chúng em thì em bán chị 8 đô thôi. Được bất cưng. Nhưng mà em nói chị nghe. Sao? Tiền nào thì của nấy. Ừ. Chị coi băng chính gốc chắc chắn hơn băng sang chị ạ. Trời ơi em ơi, nhưng mà băng gốc nó mắc hơn băng sen. 25 đô mắc quá à. Đâu có mắc gì đâu. Mỗi năm Thúy Nga Ba Di sản xuất chỉ có 4 cuốn DVD. Mà nếu mà chị coi toàn băng gốc thì cả năm chỉ tốn có mỗi 100 bạc chả nhẽ chị mua không nổi. Cái gì mà mua không nổi? Trời ơi, chị vẫn toàn đồ hiệu không đó nha em. Nè, áo bê bê, quần BCBG. Trời ơi, bận một lần. Hoang, nhà của chị nha, chén, muỗng, nĩa, ly, tách gì đó, chị chơi đồ nhựa không mà xài một lần. Hoang, bởi vì DVD đó, chị mua cái loại 8 đồng thôi, coi một lần. Hoang, mua chị cho nó tốn tiền em, kỹ thuật bây giờ nó tân tiến lắm, băng gốc cũng như băng sang lãi thôi. Làm sao mà giống nhau được chứ hả chị? Ừ? Chị coi băng sang á, băng nó bị nhảy này, à? Bị mờ này, rồi chị chê dở. Tội nghiệp nhà sản xuất người ta bỏ cả triệu ra người ta làm băng chứ chị. Ý trời ơi, em nói chị mới để ý nha. Hèn chi đó, chứ chị coi băng sang nhiều quá đó em. Cái băng sang nó nhảy dữ lắm. Bởi vì chị cũng nhảy tưng tưng theo nó luôn vậy đó hà.
Còn nhiều khi nha, màn hình hả, cái đầu nó nằm ở trên đây nè, còn cái mình nó nằm tuốt ở dưới đây vậy nè. Trời ơi, coi mình phải nghiễn cái đầu chẹo cái cổ luôn vậy ha. Ghê gớm quá à, thôi không chơi bằng sang nữa, cho chị cũng bằng gốc đi. Rồi đây, chị chóng mặt quá, 25 đô. 25 đô, phải không cơ? Rồi, trời ơi, chuyện nhỏ, tiền bạc với chị nè, 10 đô. 20 đô. Nè, 25 đô đó cưng. Thôi cảm ơn cưng nghe chị về. Bye. Dạ, cảm ơn. Gặp lại nha cưng. Cảm ơn chị ủng hộ băng gốc nha. Bye chị. Dạ, con chào chú. Mày ăn cái gì mà mày dốt thế? Nhà này sống là nhờ in sang ban lậu. Mày vào mày cứ giới thiệu người ta mua ban gốc thì mày ăn cái gì hả? Mày ăn cơm hay mày ăn cám lợn? Dạ, cháu thấy chú bán ban gốc cũng có lời nhiều lắm. Sao chú lại chỉ thích bán ban sang là sao? Ơ, con này buồn cười nhỉ. Một cái thứ là mình không phải bỏ ra đồng nào, còn một cái thứ mình phải bỏ tiền ra. Thế mày lấy cái nào hả? Dốt. To đầu mà chả có cái tí óc, là đầu to mà óc như trái nho ấy. À, ông thì cứ thường dạy bảo con là hễ bán buôn thì một vốn bốn lời, kinh doanh doanh ngành nghề nào cũng cần phải bỏ vốn đầu tư. Ông thì ông muốn làm business mà ông không thích bỏ vốn mà ông chỉ thích kiếm lời, thì con thấy có cái gì bất công trong đó rồi ông. Con này mày dở hơi à? Dạ. Thế tao nằm ngửa ra tao tự lấy tiền vào ấy hả? Xin lỗi mày, tao có làm lậu đi, một cái băng tao cũng phải đầu tư 75 sen. Nhưng mà tao biết đầu tư nó ít thôi, nhưng mà tao kiếm lời nó nhiều. Bây giờ một cuốn băng gốc tao mua 20 đồng, tao bán 25 đồng, tao lãi có 5 đồng. Trong khi đấy tao bỏ 75 sen thôi, mà tao bán được 8 đồng, 10 đồng thì tao lãi bao nhiêu tiền? Thế là tao lấy cái gì tao trả tiền cho mày? Nhưng thưa chú. Nhưng nghĩ cái gì? Dạ chú cho phép đi rồi con mới dám trình. Nãy giờ tao có cho phép mày đâu, mày cũng xa xả mày mắng vào mặt tao đi. Con nhớ ngày đầu tiên mà khi con đến nhận việc, chú chỉ vào mặt con, chú bảo là này nhớ, làm việc cho chú là chú tối kỵ nhất là không được ăn cắp. Mà hễ ăn cắp một đồng là chú đuổi ngay. Chẳng những chú đuổi, chú còn gọi cảnh sát bắt cháu nữa. Ơ, thì ở bên cái xứ Mỹ này có đói đâu mà phải đi ăn cắp hả mày? Chú thì cứ bảo là không được ăn cắp, mà con thấy chú cứ ăn không của các trung tâm ban nhạc nhiều quá, thành ra con. Ô tiên sư con này, cái ngày hôm nay tao đứng ra đây để cho mày chửi tao à? Cái mày là cháu vợ tao đấy nhá. Nếu người khác tao tống cổ mẹ nó ra đường rồi. Ơ, buồn cười nhỉ, tao ăn không người ta lúc nào? Đây tao nói cho mày nghe nhá, cái đấy tao không phải là tao ăn cắp, mà gọi là tao tiếp tay truyền bá văn hóa rộng rãi hơn. Hiểu chưa? Dạ chú nói cái đấy không phải ăn cắp là cái gì? Ô à, chú cứ ngồi đợi các trung tâm người ta bỏ cả triệu bạc ra để mà sản xuất, rồi đôi khi cũng ít lắm vài trăm nghìn. Chú chỉ đợi người ta sản xuất rồi chú sang cả đống băng lậu ra, không ăn cắp là gì hả chú? Ô con này buồn cười nhỉ. Ô đấy, như thế mà mày bảo tao là ăn cắp phải hả? Tao làm ăn như thế là tao lương thiện, chứ mày bảo tao ăn cắp là ăn cắp cái gì? Dạ mỗi đầu cuốn băng chú không thấy người ta là ghi rõ lời cảnh cáo á, là hễ sang băng lậu á là bị phạt 5 năm tù hay ít nhất cũng bồi thường 250.000 đô la. Ấy con thấy chú cứ nếu mà sang băng lậu mà truyền bá văn hóa kiểu đó thì có ngày chú cũng lâm nạn, nên con đánh bạo nhắc chú tí thôi. Thôi cảm ơn mày. Mày nhắc xong tao buồn cười bỏ mẹ. Con này khéo rảnh ăn cơm xong đi lo bò trắng răng. Cấm tiên sư nhà mày, bây giờ cái luật đấy là chỉ áp dụng cho Mỹ thôi, Việt Nam mình chả có ai áp dụng cái điều đấy đâu mày. Nhưng mà tại vì mày không biết đâu, Việt Nam mình kỵ nhất là đưa nhau ra tòa. Mày hiểu không? Ông bà mình có cái câu là vô phúc đáo tụng đình, chả có thằng nào hở một tí lại đi kiện, hở một tí lại đi kiện, vô tình đi vỗ béo cho mấy ông luật sư à. Thế chắc ông thấy người Việt ngại đưa nhau ra tòa nên ông cứ sang băng thoải mái chứ gì. Thì kệ tao, tao làm nhưng mà tao là trung thực, mày hiểu không?
Tao chả có lườn gạt ai thì tao có sợ gì. Tao bán băng giả, tao ở bảo ô chú ơi cái đây băng giả đấy chú ạ. À. Tao đâu có nói láo đâu. Chú thì không lường gạt khách, nhưng mà chú lường gạt trung tâm sản xuất thì cũng như vậy thôi. Mày buồn cười, tao lường gạt nói chứ lường gạt bố mày à? Cho mày rách việc thế hả con kia? Mày buồn cười. Ấy mà chú ơi. Gì? Cháu có chuyện muốn tâm sự với chú này. Mày buồn mày tâm sự, mày điện thoại về xuyên bang, mày tâm sự với mẹ mày, mày tâm sự với tao từ sáng giờ tao chưa ăn miếng nào. Nãy giờ mày nói biết bao nhiêu chuyện, bây giờ mày mới nói mày muốn tâm sự hả? Thế mày muốn tâm sự cái gì? Chú có nhớ không? Nhớ cái gì? Nhớ cái thằng ba con ông bà Tám ở gần nhà chú đây. Có lần nó ăn cắp cái mỗi cái quần jean giá chỉ có mấy chục đồng bạc thôi, không may lại bị bắt. Đấy, từ ngày ăn cắp trở về nhà là người ta cứ gọi là cái thằng ăn cắp. Cái vết nhơ cứ dính vào người nó suốt đời. Bố mẹ xấu hổ quá phải dọn cả nhà đi nơi khác ở. Con thì con cứ thắc mắc mãi là ăn cắp mỗi cái quần có mấy chục đồng thôi, phải cúi mặt vì xấu hổ. Còn ăn cắp tác quyền cả trăm nghìn của người ta như chú thì cứ hiên ngang ngước mặt nhìn đời. Lạ quá chứ nhỉ? Chả có lạ mẹ gì hết. Ăn thua là nó nặng bóng vía hay nó nhẹ bóng vía thôi. Mẹ của thằng đấy yếu bóng vía, mày hiểu không? Mẹ chỉ mỗi có cái quần không à. Đây này, nhưng mà đấy nó là hai cái việc khác nhau. Bây giờ tao nói cho mày nghe nhé. Nó ăn cắp cái quần này, nó ăn cắp bó rau muống này, nó ăn cắp lon sữa này. Đấy là người ta bắt tận tay vay tận cánh nó. Còn tao, tao sang băng trong nhà bố thằng nào biết tao làm cái gì. Nó có túm tao được đâu bảo tao ăn cắp. Cái đấy gọi là ăn cướp thì may ra. Nhưng mà con ấy, con trẻ thời non dạ, con cứ suy nghĩ đơn giản thôi. Nếu mà chú lấy bất cứ cái gì của người khác mà không được sự đồng ý của người ta thì đấy gọi là ăn cắp. Đúng. Sang băng lậu như chú cũng là ăn cắp, nhưng mà thuộc diện ăn cắp cao cấp đấy chú ạ. À. Ô thì thế là được rồi. Chỉ cần người ta đánh giá tao ở mức cao cấp là ok. I love my. Này tao bảo cho mày biết nha, bây giờ này chưa có khách, mày muốn nói gì mày nói nha. Nếu có khách bước vào xong mày mà nói gì tao người ta ván mày vỡ ra. Có khách kìa, lo buồn bán đi. Chào ông. Trời ơi, vào này tưởng lộn đi vào tiệm Thúy Nga dưới bôn xa. Ô, ông anh sửa to quá, lâu quá. Ừ, em cũng phải sửa cái tiệm cho nó giống tiệm Thúy Nga để người ta tưởng lầm tiệm Thúy Nga, người ta vào người ta mua cho nhiều á. Đẹp quá, đẹp quá. Vâng, thế lâu quá chả thấy bác ghé tiệm em. Ê, mới hôm rồi có gì, có anh gì mà bạn của bác ấy thường thường hay đến chơi đấy. Có ghé tiệm em xong bảo là bác mới lúc dày làm ăn khá lắm, mới trúng giờ cái bình đình ở dưới Los Angeles gì vậy. Thường thôi, cái đấy thường thôi. Mới trúng đấy vừa rồi mới ăn ngon. Ô thế à? Trúng cái Plaza ở Huntington Beach. Ô thế? Ký một phát được kiếm mấy trăm ngàn, chẳng phải đụng dài tay gì cả. Ôi trời ơi, đây không ra tu nation nhá. Bảo này, bác ơi, em nói bác nghe này, mỗi người có mỗi cái số bác ạ. À đấy. Gớm, số bác là cái cung, bác là có cái cung điền trạch. Thảo nào bác cứ làm địa ốc nó dính cho, còn em mở ba cái bé bé này chả bao giờ trúng gì, chỉ độc có trúng gió bác ạ. Đẹp quá rồi. Thế à, còn ở chỗ cũ không? Vâng, vẫn còn ở chỗ đấy. Lâu quá em không thấy bác ghé, em cứ tưởng đâu dạo này bác lên trên hưu ở rồi. Cái trên cái gì mà mấy người nhà giàu người ta ở nhỉ? Cái Joseph Hill đấy. Nói gỡ. Joseph Hill là cái nghĩa địa ông ạ. Đang làm ăn ngon cái ông này. Thế à, em từ xưa giờ em có biết đâu bác ơi, gớm cả ngày cứ đâm đầu sang băng chả biết ở ngoài cái hưu là gì. Nhưng mà nghe bảo là người giàu thường thường hay lên trên hưu ở mà. Nhưng mà bác ơi, ở bên này sao em đi sang đây bao nhiêu năm em mới nghiên cứu bác nhá. Ở bên này cái gì nó ngược ở bên Việt Nam mình bác nhỉ? Ngày xưa ở bên Việt Nam mình ở trên núi toàn là người dân tộc, còn ở bên này ở trên núi toàn là người quý tộc ấy nhỉ. Thế à, chỗ cũ này mà sao không đổi đi? Không được đâu, giỡn mày không? Cái nhà nó có cũ nhưng mà bây giờ có lên giá bao nhiêu được cũng không bán. Vì ông thầy phong thủy nói là căn nhà đó là nằm trên lông mày. À đúng rồi. Hên lắm không ạ? Đúng. Mình làm ăn mình phải tin cái đấy. Đấy. Nhưng đấy. Mà vất vả. Không, vất vả thế nào được.
Thì từ cái lúc mà bắt đầu vô mánh rồi vô lên là bây giờ lên triệu phú ra đường thì giờ dân chúng gặp mình là cứ triệu phú này về phía kia. Đúng rồi. Đấy, ông thấy đấy chưa? Cây to thì gió cả, mà thuyền to thì sóng lớn. Đúng rồi. Nó phải xài cho nó đáng chết, có mang tiền được đâu. Tôi mới bỏ 80 ngàn ra đó. Làm cái phòng đằng sau to đùng luôn, phòng nghe nhạc. Ồ thế à? Nó gọi là cái home entertainment. À, đi ra thỉnh cái plasma TV to đùng. Một dàn âm thanh surround sound cực mạnh. Vâng. Đấy, nghe nói hôm nay Thúy Nga mới ra cuốn mới đây. Bác nghe thử ấy. Em nói bác nghe, mình làm cả đời, mình nhớ mình trời cho mình ấy, thì mình ăn xài cho nó đúng nghĩa. Với lại mình enjoy bác ạ. À, đúng rồi. Nè, hôm nay ấy lấy băng cho chú đi con. Dạ. Mà băng nó mới ra đấy bác ạ. À, bữa nào ông rảnh ông tới ông thử cái dàn của tôi hay lắm. Vâng, hôm nào em rảnh em ghé bác chơi. Đây. Dạ thưa ông, ông muốn mua băng gốc hay băng sang ạ? À? Mày mới vào làm ở đây phải không? Thế nên mày mới hỏi ngớ ngẩn như thế. Tao là cái người trung thành với cái tiệm này đã 10 năm nay rồi. Hiểu chưa? Mày nhìn kỹ mà tao đây này. Nhìn kỹ này. Cuộc đời của tao không bao giờ mua băng gốc. Mày bán thì mày lo mày bán đi. Mày hỏi làm gì? Dạ, tại con thấy ông đây triệu phú sang trọng, con mới hỏi ông là mua băng gốc hay băng sang thôi. Đâu có biết ông thích xài đồ giả. Thôi vậy, cho con xin 8 đồng ông ạ. Đúng mấy? Rồi 8 đồng. Đáp. Đáp. Hồi sáng tao ngồi tao ăn phở có đứa bưng tới tận bàn nhá. Nó chỉ bán cho tao có 5 đồng thôi. Mà tao không mua. Dạ. Tao không mua với lý do là tại vì cái tiệm này tao quen biết. Hiểu chứ? Tao muốn mua để ủng hộ cái tiệm này thôi. Gớm. Ông muốn ủng hộ thì ông phải mua băng chính gốc chứ. Ông mua băng chính gốc thì ông ủng hộ nhà sản xuất này. Rồi ông cũng vừa ủng hộ ông chủ con. Chứ bây giờ ông mua băng sang lại thì ông mua ở tiệm phở hay ở đây thì cũng như nhau. Nhà có được đồng bạc đâu ông. Thế cái nhà sản xuất nó không được đồng nào thì kệ thay nữa. Đó. Thế mày lãnh tiền của ông chủ mày hay mày lãnh tiền của ông Ngạn mà mày lo thế? Hả? Ông chủ lớn rõ buồn cười. Ông bỏ những 80.000 để làm phòng nghe nhạc mà ông không bỏ nổi 25 đô để mà ông mua cuốn băng gốc sao ông? Chứ hệ thống âm thanh surround sao của ông cực hay mà ông nghe băng sang lại thì cũng như ông mặc bộ đồ lớn mà ông đi đâu quốc, coi sao được. Giỏi nha. Mày nói hay đấy. Bởi nói hay quá người này không lớn đâu. Có đứa nào điên bỏ tiền ra để chuốc cái phiền vào người không? 80 ngàn tao bỏ ra tao làm cái phòng tao không tiếc. Bây giờ tao bỏ có 25 đô ra tao mua cuộn băng gốc và tao bỏ vào trong máy tao nghe tao bật âm thanh lên nó to đùng, hàng xóm nó còm lên, nó gọi cảnh sát mày phải làm phiền tao không? Đúng đúng đúng. Đúng chưa? Còn bây giờ cứ mua cuộn băng giả bỏ vào. Đấy, nó chạy thì nó chạy. Âm thanh nghe được thì nghe, không nghe được thì mình coi càng lâu hơn. Đúng. Này, em nói cho bác nghe này, mình ở bên xứ Mỹ này mình không có thời gian. Đúng. Đôi khi mình coi cuốn băng gốc nó đến 4 tiếng đồng hồ, mình có ngồi mình coi hết được thì coi có một lần nó lại phí đi 25 đô. Đúng. Bây giờ bác mua băng tiệm em đấy chỉ có 8 đô thôi, nhiều khi bác coi cả tháng chưa hết cuốn băng. Vâng. Em mở lên xong nó đứng mẹ này. Mình thích con ca sĩ nào mình lại được coi nó lâu hơn. Tôi chừng nghe đấy đấy. Nhưng mà cuốn băng đây bác. Nhưng mà cây này tôi đã hỏi thật không nha? À, cái cuộn này có hay hơn cuộn trước không? Chứ cái cuộn trước kém quá chẳng có gì đáng coi không ạ? Cái này thì thôi bác cho em xin ý kiến này. Sao? Mình mua thì xem chứ không có quyền khen chê đâu bác ơi. Ok, ông này tức cười nhỉ? Tôi bỏ tới 8 đô la ra mua mà tôi không được quyền phê bình à? Nếu bác bỏ 25 đô mà bác phê bình em welcome ngay à. Bác bỏ 8 đô bác còn mua mấy cái này, mua ba cái đồ này là làm sao dám phê bình bác ơi. Quên cái chữ phê bình đi, bây giờ em kể cho bác nghe đây. Nhà em đây, đây mới vừa xong anh. Con vợ em nó ghiền ăn cá kho tộ. À thế, rồi. Xong nó kho một nồi cá kho tộ này này, xong đấy. Nó lại cất đi, nó giấu đi. À. Xong thằng cháu em nó lại thèm được quá đấy, nó đâu biết thế nào. Xong nó rình nó lại ăn cắp cái cá kho tộ nó quất hết đi. Quất vừa xong nó bê nguyên cái tộ, nó bảo ơi mợ, sao mợ kho cá dở thế? Có thằng nào đi ăn cắp xong đi vạch áo cho người ta xin thẹo không? Thôi quên đấy. Đi. Sáng giờ con thấy chú của con nói là hay nhất, có lý luận sâu sắc. Đã coi băng lậu rồi thì đâu có quyền phê bình.
Lúc con này sao nó lý luận ta chán thế chứ. Ôi, 8 đồng. Đây. Cho em xin 8 đồng. Vâng. Này bác ơi, em nói bác nghe này. Kệ nó, mình cứ mua đi. Bây giờ trên đời không cứ gì băng giả đâu. Nhiều cái nó giả mà mình thấy mà mình không chê được bác ạ. Tôi đồng ý. Cái chuyện này anh nói tôi đồng ý. Cái đám bạn của vợ tôi mà mỗi lần nó kéo đến nhà tôi, nó hát karaoke với này nọ, tôi không nhận ra đứa nào đâu rồi. Thế sao thế? Cái bà bạn đầu tiên á, thì đi vô bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, làm đẹp quá. Thế 9 bà kia đi theo, cứ xếp hàng đi vào đi theo, bảo em muốn giống chị này, em muốn giống chị này. Đến bây giờ té ngửa ra, cái mấy thằng chồng nó nhận cũng không ra nữa. Tôi nói thật, bây giờ bác nhìn một cái người đàn bà đẹp nhá, đi ngoài đường có thấy úi giời đẹp quá, nhưng mà mình không thể nào mình biết được cái nơi nào của bà là thật là giả. Thật gì đấy? Bây giờ là đô giả không? Đấy, 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 phải thế. Tôi nói thật, giờ bây giờ mình toàn là những là đồ giả. Vâng, con chào cô ạ. À. Chào ông chủ. Ra tiếp khách cho con. Vâng. Cho tôi cuốn DVD Phí Nga mới đi. Vâng, vâng. Dạ, chào bác. Bác mua loại nào cơ? Cuốn mới nhất đó con. Cháu biết rồi, nhưng bác mua loại nào? Ủa, loại nào là sao? Mua nhiều loại lắm hả? Nói toạc ra đi, mua băng gốc hay là băng sang lại? Đúng, con này nó có cái tật cứ vòng vo. Ông anh, nói kìa. Lo cho bác đi. Dạ. Ở ngoài đường bây giờ thất nghiệp nhiều quá mà ông đi ông mướn nó con nhỏ dở hơi này về làm cái gì. Nãy giờ tôi đứng đây tôi nghe nó nói chuyện nó thiệt như là nó mắng và mời khách còn buôn với bán cái gì nữa. Nó vào nhà tôi nó làm 2 tháng rồi. À. Tôi bực mình ngay từ 3 ngày đầu tiên cơ. Thì sao không đuổi nó? Nó là cháu vợ tôi, bây giờ tôi đuổi nó để cho vợ tôi đuổi tôi à? Sao ông chủ? Dạ đây mà băng đấy thì 25 đồng. À. Còn cái cuốn mà cháu ở trên nó đưa cái hình ảnh cái này nó mờ mờ đó. Vâng, cái này nó mờ, cái này nó mờ, nhưng mà con nghĩ là nếu mà bác đeo kính thì bác không thấy cái bìa này đâu. Cái bìa thật thì bác còn thấy được một vài hình, còn này thì vô tư là coi như là everything là nothing. Nếu mà inside thì ok. Mà cháu bảo bác nghe nhá, cái này đến 25 đồng cơ bác ạ. Còn cái này á thì nếu mà bác mua cái này ấy thì bác save được 17 đồng. Cái này có 8 đồng thôi. Vâng. Thế bác mua cái này nó đỡ tiền hơn. Dạ rồi, ráng save tiền đi ạ. Vâng. Trời ơi, nói ông chủ nghe, tiết kiệm nó được 1 đồng là quý rồi. Vâng. Nói chi tới 17 đồng. Đúng rồi. Thấy không? Nói nào ngay, bây giờ tôi già rồi đâu có làm đâu ra tiền được. Vâng. Qua đây theo diễn HO. Vâng. Vì đi trễ quá cho nên tiếng U, tiếng Anh cũng không rành. Thấy không? Rồi bây giờ đang lãnh tiền già tháng có mấy trăm mà. Vâng. Để nhờ con cái phụ giúp thêm mới đủ sống đó. Đúng rồi. Ừ. Dạ con biết. Chứ triệu phú như ông chủ đây còn mua băng xăng lậu, huống chi là bác. Bác cao niên rồi, bác tiết kiệm là đúng lắm. Ôi con ơi, ai không muốn tiết kiệm. Nhưng mà tiết kiệm là tiết kiệm tiền của mình kìa, chứ mà lấy của người khác thì đâu có kêu bằng tiết kiệm được. Nói thiệt với cháu nha, bác tuy là nghèo nhưng mà chưa bao giờ bác mua băng sang hết trơn á. Bị đâu có đáng bao nhiêu đâu cháu. Thật hả bác? Ừ. Con hoàn toàn đồng ý với bác đấy. Đây nè, nói cho con nghe nha Hùng, mỗi một lần mình đi ăn bên này đó là hết mấy chục đồng rồi. Sao? Mình nhín ra chút đỉnh 25 đô mua băng gốc về coi, cả nhà coi tới coi lui, tính ra cũng còn quá rẻ. Đúng vậy. Ừ. Cô ạ, mỗi người thì họ suy nghĩ một cách khác. Ê, nhìn cụ, em cũng biết là cụ con nhà lính nhưng mà cụ tính nhà quan. Tôi đồng ý là mỗi người có quyền suy nghĩ một cách khác. Nhưng mà suy nghĩ cách nào đi nữa thì cũng phải dựa trên sự công bằng và hợp pháp. Thấy không? Người ta bỏ tiền làm băng. Mình sang lậu đó có nghĩa là bất công và bất hợp pháp. Mà mua băng sang á là tiếp tay cho sự bất công và phạm pháp.
Cụ ơi, mày đưa cuốn băng cho cụ rồi tiễn cụ về đi. Dạ, con đưa rồi ạ. Dạ, rồi cụ đứng đây, cụ nói nhiều khi lại hụt cả hơi. Gớm, cụ ơi, nhà con là chỗ sang lậu mà cụ đứng cụ ăn oan thế tội nghiệp con. Cụ mua cuốn băng có mấy chục rồi, nó vào nó hốt cái tiệm con mấy chục nghìn cụ ạ. À, ông ngại tôi nói lớn quang quang là chắc ông cũng biết là cái việc làm của ông không đúng phải không? À, phải không ông tầm lum? À, thôi chào ông chủ tôi về nhé, để thử cái này coi nghe sao. Vâng. À, thôi chào cụ nhé. Vâng, anh về. Chứ về chứ đứng đây nghe cụ giảng đời chán bỏ mẹ. Khoan khoan ông Triệu Phú, trời ơi ở lại đây. Triệu Phú mà đâu có làm gì đâu gấp gáp vậy. Ở lại đây à, tôi chỉ xin ông chừng phút à. Ông về ông coi cái cuốn DVD này á hả? Có 5-6 tiếng lận. À đúng đúng. Ờ để tôi nói chuyện với ông chút. Dạ. Tôi nói ông nghe, tôi đâu có dám giảng dạy cho ai đâu. À. Nè nhìn đi, tôi già rồi. Cả ngày đâu có làm gì đâu, thấy không? Nhờ mua ba cái DVD ca nhạc này nè, về vừa coi giải trí mà vừa được duy trì cái nét cái dân tộc văn hóa của mình nữa, rồi còn con cháu mình có dịp để mà học hỏi thêm tiếng Việt, thấy không? Dạ thôi chào chào cụ nha. Dạ. À, khoan chưa có hết phúc mà. Nè tôi nói cho ông nghe, ở trong cộng đồng mình nó có mấy trung tâm băng nhạc à, mỗi năm mỗi trung tâm nó sản xuất đâu 4-5 cuốn thôi, thấy không? Rồi giờ mình là đồng hương, mình phải ủng hộ đồng hương, phải hỗ trợ cho người ta, thấy không? Chứ ông thử nghĩ coi, bây giờ á người ta làm không được, thấy không? Rồi á lỗ vốn, sập tiệm, bỏ nghề. Ông có thể tưởng tượng lúc đó đồng bào mình lấy gì mà coi. Tôi là chỉ nghĩ đơn giản có vậy thôi. Bác nói đúng đấy. Con đứng bán hàng ở đây lâu nay con biết, may mà vẫn có nhiều người ở cộng đồng mình dứt khoát là phải mua băng gốc cơ, chứ không là các trung tâm băng nhạc không còn tồn tại đến ngày nay đâu. Đúng rồi. Và lại nghệ sĩ mình trở thành kiếp cầm ca rồi. Thế nghệ sĩ không là kiếp cầm ca thì cầm gì? Ý con nói đây không phải là cầm ca đấy, mà là cầm ca đi ăn mày đấy. Thì đi ăn mày kệ nghệ sĩ. Mày vô duyên thế, mày sao mày đi lo cho mấy con mấy thằng nghệ sĩ làm gì? À bà chủ, chào bà chủ. Gì? Đi với em, đi qua gặp con mẹ Kim Tuyến. Dép lời nhà em. Nhà có khách. Có việc gì? Thì tuần vừa rồi đấy, con mẹ bán cho em cái nhãn hột xoàn này này. Sao? Bữa nay đi appraisal mới phai đao ra, xoàn giá. Mang tiếng là hả? Vợ của con, vợ của nguồn trung tâm lớn vậy mà đeo đồ giả. Thế có bế mặt không ấy chứ? Ô tiên sư con mẹ này, hôm nay làm ăn nào vậy? Bố tiên sư, tao ghét cái thứ lường gạt này, tao qua đây bỏ mẹ. Ông bà chủ, ông chủ, bà chủ. Sang đánh bỏ mẹ đấy. Đúng rồi đấy. Đó khổ. Ông chủ bà chủ cứ bán băng giả cho người ta thì cuối cùng cũng có người bán đồ giả lại cho ông chủ bà chủ. Chứ có việc gì đâu mà tức giận. Con kia, mày cắp mồm. Mày biết gì? Một cuốn băng lậu ở đây tao bán á, một băng quân giả ấy. Tao bán cái lời có 2 đồng, làm sao sánh được cái hột xoàn 8.000 đồng của tao. Tao mất 8.000 tao không tức. Mà tao tức ở đây á, nó dám lường gạt tao. Đúng là cái quân lường gạt, cái quân ăn cướp, cái quân mà bóc lột sức lao động người ta, cái quân thiệt tình. Này này, nhìn chửi mẹ thẳng vào đây này. Chưa thấy cả nhà nó tự dưng về mình sắn sỏ và mày chửi mày sai. Xin lỗi mình em nhầm hộp. Nhưng mà thà là bạn lương thiện như mình ấy. Này nhá, mình bán hàng giả thì mình bán theo giá giả. Con mẹ nó bán hàng giả mà nó lấy tiền, nó lấy tiền giá thật. Nó có tức không ấy chứ? Mình đúng rồi. Anh ghét cái kiểu đấy lắm. Đúng. Để phải sang chửi nó. Đúng rồi. Tại sao mà nó bán cái 8.000 một cái hột tròn mà bự chà bá. Cái này mấy ca, bao nhiêu tiền? 3K2. Bao nhiêu tiền? 8.000. Tao không bao giờ tao đeo hột tròn. Nhưng hôm tao ra tiệm Ngọc Quan tao hỏi rồi là 3K mấy này nó phải nằm được độ 20 mấy nghìn. Bây giờ mày mua 8.000 thì nó có thật là tao con đẻ mày. Giống cái kiểu như là cuốn băng thật mình mua 25 đồng, băng giả nó có 8 đồng với mày nghe chưa? Nhưng mà em tức á là con mẹ này nó dám lường gạt em ấy. Tiền của mình á, mình quậy bao nhiêu lần, cái đợt băng giả mình mới mua được cái nhẫn này, bây giờ nó lường gạt làm sao mà em chịu được, trời ơi mừng em. Mày nhí nhà nhí nhảnh, mày mua 8.000 đồng mà 3K ra thì chỉ có Cupid Arizona chứ làm gì có hột xoàn. Nhưng mà... Cảm ơn! Thôi ông bà ơi, trời ơi đừng có nổi nóng giận chi. Ông bà mua cái hột xoàn này á, giả phải không?
thiệt hại có 8.000 đô thôi. Trong khi ông bà bán DVD giả lời 8 đô. Nhưng bà đâu có biết mỗi một đợt phát hành băng như vậy đó, ông bà bán cái tiệm này ít nhất cũng phải vài ngàn cuốn. Chưa tính mấy cái tiệm trên toàn thế giới nữa cũng khoảng lên tới 60.000 á. Rồi như vậy có phải là trung tâm băng nhạc á, người ta bị thiệt hại ít nhất cũng phải cả 100.000 không? Ông bà thử nghĩ lại coi, cái nào ghê gớm hơn. Bé ơi, bé. Dạ. Lấy cho chú Quân băng gốc. Dạ đây thưa chú. Chú nói thật cho con biết, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của chú mà chú mua băng gốc này. Bao nhiêu? Cái cuốn này đúng hơn nè. Cuốn này nó không phải. Bao nhiêu đây? Dạ 25 đô. Mất tiêu. Dạ cảm ơn chú ủng hộ băng gốc nha. Làm gì mà thân tức đây? Mất 8.000 thôi. 8.000 cái gì? Bây giờ có 10.000 cũng phải câm mồm. Chồng bà đi lường gạt bà chưa lo, bà lại đi mà vào đấy rồi bà mua như thế là đưa đúng rồi. Bây giờ cuộc đời bà bây giờ đây đấy, bà bị rồi đấy. Ngày xưa bà ông xúi tôi cho ai làm cái băng giả này, bà ông xúi tôi cho ai. Bây giờ nói chung là mình lừa người ta thì người khác lừa lại mình, ấy trời kêu là quả báo, bà hiểu chưa?